Hello, xin chào các em. Trong video này thầy sẽ sửa một cái câu rất là hay ở trong lớp 10A3. Thì hôm qua các bạn có gửi cho thầy cái câu này. Và thầy phân tích thầy thấy câu này khá là lạ, nó khác trong sách giáo khoa. Thầy hy vọng là video này của thầy á, khi mà thầy phân tích nó có thể cho các em cái vật liệu để giải cái câu này. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu nha. Bây giờ các em lưu ý là khi mình đọc đề á, mình phải vẽ cái hình ra rồi mình mới tư duy được. Thì câu này thì để giải ra đáp án, rồi thầy test bằng phần mềm geometry rồi thì nó đúng rồi. Và cây câu khá là hay, tuy nhiên nó phải qua nhiều bước, tức là các em phải tư duy theo kiểu là không phải là chỉ thế đúng một công thức thôi, các em còn phải qua một vài bước viết phương trình đường thẳng, rồi lấy giao điểm, có giao điểm rồi mới tìm bằng công thức trung điểm, công thức trung điểm rồi mới tìm công thức trọng tâm để tìm được cái hai điểm. Rồi bây giờ thầy sẽ bắt đầu cái mấy đứa. Thì dễ làm nhé, mày hay trước. Tam giác ABC. Rồi bây giờ nó nói đường trung trực. Mình khoan hạch chấm trọng tâm, mình vẽ đường trung trực đi mấy em. Đường trung trực của đoạn AB là cái em chấm ngay giữa AB nè. Chấm ngay giữa này nè. Để hình này đổi cái nào màu trắng đi cho mấy em dễ nhìn. Cái này là đường trung trực nè. Đây là điểm M, đúng không? Điểm M. Từ cái điểm M này các em mới vẽ được cái đường trung trực đi qua AB. Thì chấm cho nó kỹ kỹ. Cho cái nét nó mảnh lại một cái. Rồi. Đường trung trực là cái đường vuông góc với AB. Là cái đường này nè, đường này đường trung trực. Thầy đặt cái đường là delta nha. Delta. Thì các em đã có sẵn cái vector pháp tuyến của delta đó mấy đó. Có sẵn vector pháp tuyến rồi đó. Thầy ghi cái vector pháp tuyến của delta cái đi. Em ghi vector n delta là nó sẽ bằng 32. Đó, thì các em biết á, cái vector pháp tuyến của delta là một cái vector vuông góc với delta, là cái vector màu trắng nè, màu xanh đi, hiểu không nè. Thì cái vector 32 chính là cái vector màu xanh thầy vẽ đó, thì nó chính là vector chỉ phương của đường AB đó. Thì đầu tiên cái suy nghĩ của thầy đó là thầy phải đi viết phương trình đường thẳng AB trước, viết phương trình thẳng AB. Rồi bây giờ em ghi đi, em ghi là suy ra được vector UAB bằng vector n delta bằng 32. Rồi nên em suy ra được vector pháp tuyến của AB. Vector này nó chính là vector chỉ phương của AB. Vector pháp tuyến của AB nó chính là bằng -23. Thì từ đây các em viết được phương trình đường thẳng AB rồi. Viết được phương trình thẳng AB là -2 nhân x. Bây giờ nó đi qua điểm A đúng không? Điểm A là -1, 3 nè. -1, -3 x cộng 1 cộng 3 nhân y cộng 3 bằng 0. Xong rồi mấy em viết ra thôi, -2x cộng 3y -2 cộng 9 là cộng 7 bằng 0. Ok, vậy là mình đã có phương trình đường thẳng AB rồi. Bây giờ em cắt giữa cái đường AB và đường delta nữa sẽ là điểm M, các em nhìn được không? Giao điểm giữa AB với delta là điểm M mấy em. AB nè là cái đường màu trắng đúng không? Giao điểm giữa đường AB với đường delta là điểm M. Như vậy giờ bây giờ mấy em ghi ra thôi. Em ghi là điểm M là bằng AB cắt với delta. Thì em sẽ có một cái hệ phương trình. Hệ phương trình này là 3x cộng 2y bằng 4. Thầy lấy phương trình này ở đâu? Đó là phương trình delta nè. Nhìn được phương trình delta không? 3x cộng 2 bằng 4 nè. Tiếp theo thầy có phương trình nữa là -2x cộng 3y bằng 7. Đó, thầy lấy từ cái phương trình AB. Ok chưa? Từ phương trình AB thì em giải ra được hai cái xy. Thì cái xy này nó chính là cái tọa độ của M đó mấy em. Ok. Rồi bây giờ thầy giải xy này. Thầy chắc thầy bấm máy tính thôi. Bấm chính thầy. Hệ phương trình tiến tính. Ok.
Rồi mình thì mở cái máy tính này coi. Mod. Thì này bấm là 3 2 4 2 3 7. Nó ra 2 với âm 1 các em. X bằng 2, Y bằng âm 1. Cho nên em chia ra được điểm M rồi. Điểm M là bằng âm 2, 2 âm 1. 2 âm 1. Mới buổi sáng sớm nên nó hơi ồn mới đó. Mới sáng sớm nên hơi ồn. Mong các em sẽ thông cảm. Rồi. Mình có điểm M. Khi mà mình có điểm M là mình sẽ có được điểm B. Tại vì M là chung nữa B. Vậy các em suy ra được là M. Em có thể ghi vì M là chung nữa B. Vì M là chung điểm AB. Là chung điểm. M là chung điểm AB. Rồi đây em suy ra được là điểm M là bằng điểm A cộng điểm B đem chia 2. Cho nên em suy ra được là B là bằng 2M trừ A. Ổn, ổn nè. B là bằng 2M trừ A. Vậy nó sẽ bằng. Hãy ghi dưới đi. Ghi cho nó sát sát lại. Rồi 2M trừ A đó là 2 nhân 2 là 4, trừ cho A là trừ cho trừ 1. Cho nên điểm B nó sẽ có tọa độ 5. Rồi 2M nữa là trừ 2, trừ cho trừ 3 là 1. Như vậy điểm B có tọa độ 5, 1 các em. Là xong điểm B nha. Có điểm B rồi em sẽ tìm điểm C. Em tìm điểm C bằng cái trọng tâm nè. Trọng tâm là 4 trừ 2 đúng không? Em ghi vì G là trọng tâm. Là trọng tâm của ABC. Bởi vì nó là trọng tâm của ABC cho nên G phải bằng A cộng B cộng C đem chia 3. Từ đây em có thể rút ra được điểm C rồi. Từ đây em có thể suy ra được điểm C là bằng 3 gần điểm G trừ điểm A trừ điểm B là bằng 3G trừ A trừ B. 3G là ra 12 nè. 3 x 4 là 12. Trừ A là trừ cho trừ 1 là ra 13. Trừ cho 5 là ra 8. Đó. Rồi 3G nữa là 3 x trừ 2 là trừ 6. Trừ cho trừ 3 là ra trừ 3. Trừ cho 1 là ra trừ 4. Như vậy thầy đã có được 3 điểm ABC rồi. Điểm B là tọa độ 5. Điểm B nè. Ê, tự nhiên cái thầy bấm. Điểm B á là tọa độ, cái thầy đổi cái màu khác. Điểm B là tọa độ 5, 1 rồi các em. Còn điểm C là tọa độ 8, 4. Đây là cái hai cái tọa độ mà mình cần á. Hai này hai tọa độ mình cần. Một cái là 5, 1, một cái là 8, 4. Rồi thì trong video này thì chỉ muốn phân tích cho mấy em những cái bài mà các em gặp khó khăn thôi. Và hy vọng cái video ngắn này của thầy có thể giúp được mấy em có cái vật liệu giải cái bài này. Và hình lại bài này thầy của em cho khá là hay. Thì thầy không biết là tìm ở đâu, nhưng mà trong sách giáo khoa thì tìm có. Thì có thể là trong sách bài tập hoặc là ở đâu đó ở ngoài. Nhưng mà mấy em nên chú ý những cái bài này, nó rất là hay. Ngồi thì dành thời gian ra suy nghĩ sâu về đó thì các em có thể có nhiều cái vật liệu giải hơn. Rồi chúc các em học tốt. Và nếu các em gặp khó khăn á, thì hãy gửi những vấn đề với thầy để thầy suy nghĩ, để thầy đưa ra những vật liệu giúp các em. Bye bye.